Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Quỳnh Thúy Tinh Vlog ha. Hôm nay thì mình sẽ đi quay cho các bạn xem về cái vườn dưa leo đang chuẩn bị là thu hoạch nha các bạn. Hôm nay nó cũng đã ra bông nè, cũng đã được hai mấy ngày rồi. Thì sẵn chia sẻ cho mọi người về cách khắc phục khi mà dưa leo của mình mà nó bị vàng lá, cháy lá. Nguyên nhân là nó do đâu nha mọi người. Ở đây thì mình có quay nó đang bị một số nó bị vàng lá nè, đốm đốm nè, mọi người có thể thấy được ha. Thì thứ nhất á, là nó do ảnh hưởng từ sâu rầy. Và cái thứ hai nữa là nó ảnh hưởng từ những cái loại thuốc mà mình xịt nha các bạn ha. Ví dụ như là chúng ta xịt những cái dòng mà thuốc nóng á, có cái hoạt chất á, là dạng nhũ dậu mọi người, thì nó sẽ là bị vàng lá cháy lá ha. Ví dụ như thằng Mancozeb á, mà chúng ta mà xịt mà nó nhiều quá so với cái liều thì nó cũng bị vàng lá nha mọi người ha. Tuy rằng là thằng Mancozeb á, là xịt á, là nó phòng cái cháy lá với vàng lá luôn á, nhưng mà đối với những cái dòng lá mà không phải là dạng lá nhám nha mọi người thì nó mới là hiệu quả. Còn đối với cái dòng dưa leo này á thì nó là dạng lá nhám, thành ra khi mà xịt lên các bạn mà quá liều là nó sẽ bị đốm lá như thế này nè, các bạn có thể là xem được ha. Về cách khắc phục á thì nó như thế nào, thì ở đây thì mọi người có thể là sử dụng thằng Antracon cộng với thằng Nativo, thì cái này mình phải kết hợp thuốc nha mọi người. Thì mọi người xịt đó thì một lần thì nó mới hiệu quả. Các bạn sử dụng Antracon với thằng Nativo, các bạn cộng là các bạn xịt. Sau đó 4 ngày sau hoặc 5 ngày sau thì chúng ta sẽ xịt dưỡng lại. Dưỡng ở đây các bạn có thể là dưỡng thằng Atonit hoặc là thằng Cơm Cát nha mọi người. Hoặc là thằng Humic trong biển. Đó. Thì khi mà mọi người dưỡng lại thì cái dưa leo của mình các bạn thì nó sẽ xanh và tốt lại ha. Mà trong cái trường hợp mà dưa leo của mình mà nó bị vàng lá rồi, bây giờ mình xịt dưỡng lại nhưng mà giờ nhìn nó ốm quá, lá nó không có xanh dữ, thì ở đây thì mọi người có thể là đi phân nha. Đi phân ở đây thì mọi người có thể là đi phân DAP để cho cái lá dưa leo của mình các bạn nó được xanh đen nha mọi người ha. Thì đó là cái cách cơ bản để mà chúng ta có thể là phòng cái dưa leo của mình cũng như là khắc phục cái dưa leo của mình nó bị vàng lá và cháy lá. Thì đây là cái kinh nghiệm của riêng mình thôi. Thì các bạn có thể là xem nhiều kênh để các bạn rút ra kinh nghiệm cho mình. Các bạn xem kênh này kênh kia rồi xem người ta nói có giống như mình hay không. Nếu như là giống như mình á thì các bạn áp dụng thôi. Tại trên thị trường á thì nó cũng rất là nhiều loại thuốc nha mọi người, chứ không phải là riêng cái thằng Antracon với thằng Nativo mình cộng lại, mà nó còn những cái dòng thuốc khác nữa. Nó là ví dụ như thằng Ridomin nè, nó thì nó cũng là phòng cái nấm bệnh nó. Đó thì mình chia sẻ vậy. Và những cái loại thuốc mình chia sẻ các bạn thì các bạn có thể là vào trang web bio của mình ha, để các bạn mua nha mọi người. Mình đã làm sẵn rồi. Các bạn nhấp vào cái đường link ở trên màn hình, mình để ở trên màn hình luôn đó. Các bạn nhấp vào, các bạn vào nghiên cứu, trong đó có dụng cụ làm vườn nè, cũng như là những cái loại thuốc. Các bạn bấm vào thì nó sẽ chuyển đến trang Shopee để cho các bạn mua. Mình cố gắng mình tận dụng những cái gì mình biết á, mình chia sẻ cho mọi người luôn á. Mình chia sẻ như vậy thì bạn nào mà thấy mình chia sẻ hợp lý thì các bạn có thể là cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký nha mọi người. Đó, mọi người giờ xem là dưa leo nó bị đốm lá nè, nó hỏi sao. Thì cách trị thì mình cũng đã chia sẻ cho mọi người rồi, đó là cái cách trị hồi xưa giờ của mình đối với là những cái loại cây lá nhám nó bị vàng lá và cháy lá ha. Nói chung là cái cách này là chúng ta có thể là áp dụng cho bầu bí dưa leo đều được nha mọi người, chứ không phải là riêng cái dưa leo này không. Ở đây thì mình trồng dưa leo thì sẵn chia sẻ thêm kinh nghiệm cho mọi người ha. Ở đây là hàng cách hàng là 1,2 m nha các bạn. Đó, hàng cách hàng, còn cây cách cây là 6 tấc nha. Đó, nhìn nó vậy đó chứ thật cho nó chắc là 6 tấc các bạn, thì khi mà trồng thưa như vậy thì nó mới quang hợp được, cũng như là nó mới là thu hoạch nó cũng dễ nữa nha các bạn. Đó. Nay cũng đã được hai mấy ngày rồi, thì trồng dưa leo này thì khoảng đâu là 32 ngày là mình có thể là mình thu hoạch nha mọi người. Thì mình đang trồng là cái giống của sen hồng luôn á, SH80 luôn á, trước đó đã chia sẻ rồi. Thì bạn nào cần mua giống thì vào trang web của mình để mua nha mọi người ha. Cái này là link bio thôi, mình cũng đang làm ở bên TikTok nữa, các bạn quan tâm thì các bạn qua bên TikTok các bạn xem thêm. Còn YouTube thì bây giờ thì mỗi mỗi tuần thì mình ra video như vậy nha. Đó, mọi người xem hàng khách hàng nè, phải không? Ở đây á, mình làm phủ bạc nha mọi người, cũng như là lúc mà mình nó ra trái các bạn thì mình còn mình bón phân á, phân của mình nó sẽ không có bị chạy đi tại vì mùa mưa nha mọi người ha. Còn mùa nắng thì các bạn có thể là tủ rơm cũng vẫn được, nói chung vậy đó. Mọi người xem mô hình nè, quay chút xíu nữa thì mình sẽ dừng video nha mọi người. Chủ yếu là nay chia sẻ cho mọi người
mấy cái loại thuốc thôi. Thì mấy loại thuốc này thì nó cũng thông thông dụng ở trên thị trường, các bạn có thể là ra ngoài vật tư nông nghiệp các bạn mua cũng vẫn được ha. Còn các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ bình luận ha. Đây dưa leo nè, đó nó nay cũng đã ra nhưng mà nó bị vàng lá, thì sẵn chia sẻ cho mọi người vậy. Rồi thì mình xin chào ha, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình.